Vâng, em chào các bác. Hôm nay ngày mới nhất, ngày mùng 2 tháng 9 nghỉ lễ, em lên sóng giới thiệu các bác đây một sản phẩm máy giặt. Một sản phẩm giấy máy giặt giặt 10 sấy 6 các bác nhé. Giặt 10 sấy 6 công nghệ sấy block của hãng Panasonic LAV8600SR. Con này có cả khử khuẩn này, menu chế độ giặt này. Cái này thì khi nào mà các bác lấy em sẽ dán hướng dẫn hết các cái phần chi tiết này. Con này là mã là SR, có nghĩa R bên mở bên tay trái chúng ta qua phải. Đấy, em quay nội thất bên trong. Đấy, em này cực kỳ mới các bác nhá. Răng này, răng vẫn rất là còn mới. Em quay từ từ chi tiết cho các bác. Dòng 8600 này thì nó là sườn màu trắng các bác nhé. Nó được sản xuất ở năm 2016, bán cho 2017. Dòng này năm ngoái hoặc năm kia, nếu mà bán thì nó đều tầm 21 và 22 triệu các bạn. 21 hoặc 22 triệu. Đấy là bảo hành. Đấy bảo hành. Còn đâu nếu không bảo hành thì sẽ đỡ được khoảng 2 triệu. Về máy giặt này thì bên shop nhà em bán là bảo hành 1 năm hoặc không bảo hành các bác nhé. Thì dòng máy giặt này thì nhà em cũng cam kết bo mạch nguyên zin 100%. Chỉ có làm lại bi trục và càng các bác nhé. Bi trục càng. Làm lại cho nó êm ái. Dòng Panasonic này thì dường như nếu bác nào mà xem trên các kênh của nhiều anh em thì cũng đã biết là đều phải làm lại bi trục. Đấy, bi trục phớt là bọn em đều thay mới cho các bác. Thì cũng không làm mất nhiều thời gian các bác nữa. Thì đây máy đây thì em quay chi tiết tổng thể từ trong ra ngoài. Hộp xà phòng này. À, nước xả vải, sụp xà phòng này. Công nghệ sấy block, công nghệ đây là các cái menu chế độ giặt. Con này có giặt nước nóng các bác nhé, giặt nước nóng và sấy gió. Và sấy gió. Khử khuẩn, có 3 chương trình giặt, giặt sấy và chỉ sấy. Đấy. Bác nào quan tâm thì nhấc máy alo cho em. Sản phẩm này bên nhà em đang bán là 13 triệu các bác nhé. Bác nào quan tâm thì nhấc máy alo cho em. 13 triệu em sẽ ship cho các bác bán kính 100 km lùi. Bác nào mà gần thì qua xem trực tiếp sản phẩm máy giặt nhé em, hoặc tủ lạnh, điều hòa. Đây là những dòng sản phẩm này được nghỉ lễ nhưng mà vẫn đi lắp máy lọc nước cho khách đây các bác nhé. Đây là đơn máy giặt cho thị trường Hà Nội. Còn đâu máy lọc nước này. Máy lọc nước dòng kiềm chim neo. Đấy, nắp một chiếc máy lọc nước cũng rất là nhiều phụ tùng các bạn. Đấy, đầy đủ hết các phụ tùng cho các bác. Thì bác nào lấy chiếc máy giặt VX8600 thì alo cho em. Giá cực kỳ hợp lý các bác nhé. Giá 13 triệu bọn em đã làm bi trục sạch sẽ cho các bác. Giá cực kỳ tốt ở cái thời điểm hiện tại các bác nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Ông cho lên xe đi.